Hello, xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để chúng ta có thể cài được những cái video trên TikTok. Làm video khi mà có cuộc gọi đến thì nó sẽ hiển thị ở trên màn hình chính của chúng ta nha. Và các bạn cũng có thể là cài những cái video mà chúng ta tải được ở trên TikTok về làm video màn hình nền ở trong chiếc điện thoại Android của chúng ta nha. Và sau đây thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể cài được những cái video trên TikTok làm video cuộc gọi của chúng ta ở trên chiếc điện thoại Android của mình nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào cửa hàng Set Play. Sau đó các bạn sẽ gõ cho mình một cái cụm từ là No Lucky và các bạn sẽ download cho mình cái ứng dụng này về. Thì ở đây để tiết kiệm thời gian thì mình đã tải sẵn cái ứng dụng này về rồi và mình sẽ mở cái ứng dụng này lên. Và đây là giao diện chính của bên trong của cái ứng dụng này. Thì cái ứng dụng này nó cho phép chúng ta có thể là sử dụng tất cả những cái video hoặc là những cái hình nền động để chúng ta có thể cài đặt làm video màn hình khóa của điện thoại, hoặc là chúng ta có thể làm video màn hình chờ, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng những cái video trên TikTok để chúng ta cài làm video khi mà cuộc gọi đến thì nó sẽ hiển thị ở trên màn hình khóa của chúng ta nha. Và bây giờ thì các bạn sẽ thoát cái ứng dụng này ra và các bạn truy cập vào ứng dụng TikTok. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng bất kỳ một cái video TikTok nào mà chúng ta muốn cài đặt làm video hình nền trên điện thoại của chúng ta, hoặc là video màn hình khóa, và video khi mà có gọi đến thì nó sẽ hiển thị ở trên màn hình khóa của chúng ta. Đây. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tải những cái video từ TikTok về nha. Thì sau khi mà các bạn lựa thành công được cái video TikTok, ví dụ ở đây thì mình sẽ lựa chọn cái video này và mình sẽ chọn vào cái nút chia sẻ ở đây. Tiếp theo thì các bạn đừng nhấn vào phần sao chép liên kết nha. Đấy, các bạn sẽ kéo hết xuống và các bạn sẽ chọn một cái phần khác ở đây. Rồi, sau khi mà các bạn chọn một cái phần khác ở đây thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục là cái ứng dụng mà chúng ta vừa tải về, đó là cái ứng dụng No Lucky. Các bạn sẽ chọn vào đây. Sau đó cái ứng dụng nó sẽ tự động nó tải cái video của chúng ta về và nó sẽ ghi là tải thành công ở đây. Và tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là ở đây nó sẽ có một cái nút mờ ở đây. Ở đây thì nó hiển thị một phần quảng cáo và các bạn có thể bỏ qua cái phần này. Ở đây nó sẽ hiển thị một cái nút mờ, đây là cái nút cài đặt, thì các bạn sẽ chọn vào. Thì sau khi mà chúng ta chọn vào thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta hai cái chế độ. Chế độ thứ nhất là các bạn có thể cài đặt cuộc gọi đến. Các bạn sẽ chọn vào đây thì nó sẽ cài đặt cái cuộc gọi đến và nó sẽ cho chúng ta hai cái chế độ là im lặng và âm thanh. Có nghĩa là khi mà chúng ta chọn vào chế độ im lặng thì khi mà có cuộc gọi đến thì nó sẽ hiển thị cái video mà nó không có âm thanh. Còn trong trường hợp mà chúng ta muốn có âm thanh thì chúng ta sẽ chọn vào phần âm thanh nha. Ở đây thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn thôi cho nên mình sẽ chọn vào phần im lặng. Rồi, và như vậy là mình đã cài đặt thành công. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng một chiếc điện thoại khác để mình gọi điện vào cái số và cái chiếc điện thoại Android của mình là xem cái video nó hiển thị như thế nào nha. Đó, khi mà mình gọi điện đến thì cái video của mình trên TikTok nó sẽ hiển thị lên làm cái video màn hình của gọi đến và nó hiển thị ở ngay màn hình khóa của chiếc điện thoại của mình. Và bây giờ thì mình sẽ bấm tắt kết thúc cuộc gọi thì lập tức là cái video nó sẽ kết thúc nha, nó sẽ không hiển thị nữa. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thì chúng ta có thể là cài cái video này làm màn hình khóa trên điện thoại iPhone nha, trên điện thoại Android nha. Các bạn sẽ nhấn vào cái phần chia sẻ trên ứng dụng TikTok. Các bạn tiếp tục chọn vào cái phần khác ở đây. Rồi sau đó các bạn lại chọn lại vào cái cho mình cái mục là No Lucky để nó tiếp tục nó tải cái video này về. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào phần cài đặt. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn vào đặt màn hình chính. Đấy, thì nó sẽ hiển thị chúng ta một cái bảng xem trước ở đây. Nếu các bạn muốn xem trước thì nó sẽ hiển thị ở đây. Còn trong trường hợp mà chúng ta không muốn xem thì nó sẽ không hiển thị ở đây. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào phần cài đặt ở đây. Chúng ta chọn vào đặt màn hình chính. Ở đây thì các bạn sẽ đặt hình nền. Thì sau khi các bạn đặt hình nền thì nó cũng hỏi chúng ta là hai cái phần. Một là chúng ta có thể đặt làm màn hình chính, và hai là chúng ta có thể đặt vừa đặt làm màn hình chính và vừa đặt làm màn hình khóa luôn. Ở đây thì mình sẽ chọn vào cả hai. Rồi bây giờ mình quay trở lại. Như vậy là khi mà mình quay trở lại thì cái video TikTok của mình đã được cài đặt làm hình nền ở trên điện thoại Android của mình thành công.
Và bây giờ thì mình sẽ tắt màn hình đi và mình sẽ bật lên. Mình sẽ nhấn giữ. Và khi mà mình nhấn giữ vào màn hình thì lập tức cái video nó cũng sẽ di chuyển và nó chuyển động theo nha. Đó. Và như vậy là trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể là cài đặt những cái video trên TikTok làm video màn hình chính, màn hình khóa ở trên chiếc điện thoại Android. Và quan trọng nhất là chúng ta có thể cài đặt để làm cái video hiển thị khi mà có cuộc gọi đến thì nó sẽ hiển thị cái video trên TikTok của chúng ta trên màn hình ở trên tất cả các điện thoại Android nha. Và video của mình xin tạm kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn cho mình nút like, chia sẻ video để mọi người cùng xem. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chào các bạn.